Tiếng khóc oan hồn trong hang huyện, sự sống kỳ bí quanh những ngôi mộ tập thể ở Việt Nam. Ở các ngôi mộ tập thể với hàng trăm nghìn bộ hải cốt, người dân trong vùng thường đồn nhau về những câu chuyện bí ẩn đầy ám ảnh. Chăn khổng lồ canh giữ pháo đài ở Đồng Đăng. Pháo đài Đồng Đăng, khu Phá Phiêng, thị trấn Đồng Đăng là nơi diễn ra nhiều trận đánh ác liệt trong lịch sử, là mồ chôn của hàng nghìn người và cũng là nơi có nhiều lời đồn thổi ma quái. Ông Hoàng Văn Niền, một người dân địa phương kể lại, trước đây khu vực pháo đài này có hai con chăn rất to. Vào sáng sớm, đồng ruộng phía dưới pháo đài thường xuất hiện rõ ràng những đường trườn lớn uốn lượn giữa ruộng, làm cây lúa ngả dạt sang hai bên. Người dân đoán chắc đó chính là đường đi của những con chăn lớn này. Ông Phạm Văn Lợi thì lại quả quyết. Cách đây gần 10 năm, khi ông đi phơi sắn ở trên pháo đài, đã nhìn thấy da con chăn lột xác để lại, dài khoảng 6 đến 7 mét. Ông Lợi cho biết thêm, về những ngày trời nắng, dân chuyên đi săn rắn đi quanh pháo đài Đồng Đăng. Trong một buổi trưa có thể bắt được từ 4 đến 5 con rắn khác nhau. Đường xuống pháo đài Đồng Đăng rất tối tăm. Theo các tài liệu lịch sử, khi Nhật tiến vào Đông Dương qua đường Lạng Sơn năm 1940, khi Nhật đảo chính Pháp năm 1945, pháo đài Đồng Đăng chứng kiến những trận đánh ác liệt giữa quân Nhật và quân Pháp. Thương vong của binh lính hai bên rất nặng nề. Trong chiến tranh năm 1979, tại pháo đài Đồng Đăng, quân và dân ta đã cầm chân được quân địch gần 10 ngày, phá tan kế hoạch đánh nhanh của địch. Trong những trận chiến ác liệt đó, thương vong của cả quân ta và dân ta và quân địch đều rất lớn, trong đó nhiều dân thường, bao gồm cả trẻ em và người già, khi chui vào đây để tránh bom đạn của kẻ thù cũng không tránh khỏi số phận thảm khốc. Cho đến ngày nay, trong pháo đài Đồng Đăng vẫn còn nhiều hài cốt và xương sẩu bị chôn vùi dưới các lớp đất đá và bê tông cốt thép, sâu hàng chục mét, rộng hàng trăm mét. Có lẽ chính vì sự hoang phế của pháo đài mà người dân nơi đây đã theo dệt đến những câu chuyện rắn rết ma quỷ rùng rợn như vậy. Suối Sương ám ảnh ở giữa Hà Nội. Người dân lưu truyền rằng hang Các Cớ, Chùa Thầy, Hà Nội là mộ chôn tập thể khổng lồ của 3.600 nghĩa quân nữ gia. Hơn 2.000 năm sau, năm 1933, nhà chùa cùng Phật tử và nhân dân Sài Sơn đã phá cửa động, xây bể lớn, rồi tiến hành gom xương cốt ở khắp hang đổ vào bể. Tuy nhiên, theo lời những người dân ở nơi đây, dưới miệng hang sâu thẳm với 9 tầng địa ngục, còn hàng nghìn bộ xương nằm rải rác tạo thành núi xương, suối xương. Cũng có những lời đồn đại rằng, những ai tò mò khám phá dưới lòng hang thăm thẳm, về nhà ắt đổ bệnh hoặc chết bất đắc kỳ tử. Câu chuyện ấy cứ truyền tai người Sài Sơn đời này qua đời khác, trở thành nỗi ám ảnh truyền kiếp. Nhưng thực sự có ai nhìn thấy bể xương, suối xương hay chưa, vẫn là những câu hỏi chưa có lời giải đáp. Hàng nghìn những mẩu xương lớn nhỏ xuất hiện đầy rẫy trên lối đi. Và những ngày đầu tháng 4 năm 2011, một nhóm thám hiểm đã quyết định liều mạng lên đường đi tìm kho xương, suối xương bí ẩn huyễn hoặc trong lòng núi. Dưới hang đúng là có rất nhiều xương người, nhiều đoạn đã bị vùi sâu dưới lòng đá hoặc gập lặn dưới tầng phân rơi. Thế nhưng sự thật đây có phải là xương cốt của hàng nghìn nghĩa quân nữ gia của 2.100 năm về trước, hay là thi hài của những người chết đói năm 1945 như một số giả thuyết khác? Hàng ngàn bộ xương của những người chết thảm trong lòng núi cần được các nhà khoa học tìm hiểu, nghiên cứu và kết luận. Tiếng khóc oan hồn trong hang huyện. Nằm lọt thỏm giữa vùng núi Võ Nhai, Thái Nguyên, hang huyện kỳ bí im lìm giữa núi rừng của hàng trăm năm qua. Người dân địa phương coi đây là nấm mồ chôn nghĩa quân, cùng giai thoại kỳ bí về những cái chết oan nghiệt năm nào của cả huyện người. Theo lời kể của người dân địa phương, vào những đêm trăng thanh vắng, người dân sống quanh cái hang kỳ lạ ấy vẫn thi thoảng nghe tiếng ỉ ôi như tiếng khóc của rất đông người phát ra từ trong hang, theo gió lọt ra ngoài. Người thì bảo đó là tiếng oan hồn, người thì bảo đó là tiếng gió, nhưng chẳng ai dám bạo gan đi vào hang tìm sự thật, nhất là những người không phải gốc gác ở đây càng sợ hãi. Chúng tôi là dân bản địa lâu đời thì không thấy sợ gì, bởi ai cũng nghĩ những người chết trong hang ngày đó đều là anh em họ hàng ruột thịt của mình. Có những lần tôi vào hang còn nhìn thấy hình người nằm co quắp nhưng đã cháy thành than, động vào là vụn. Chuyện nhặt được xương cốt, tóc, dao, và cối giã trầu, liềm là chuyện bình thường. Khi thấy xương cốt là chúng tôi lại mang ra ngoài mai táng lại. Còn rất nhiều đã tan thành tro ở trong hang mất rồi. Cụ Nguyễn Văn Vững, người gốc nhiều đời sinh sống tại Võ Nhai, ngay gần hang huyện cho biết. Cũng theo cụ Nguyễn Văn Vững, ngày xưa quân cờ đen tràn sang biên giới tự do khai thác tài nguyên, đánh thuế nhân dân ta, các cuộc khởi nghĩa nổ ra khắp nơi. Nhân dân tại đây đứng lên chống lại giặc. Đứng đầu là hai cụ huyện, cụ Nguyên và cụ huyện Khoái. Do quân địch quá mạnh nên nhiều vùng đã đầu hàng, duy chỉ có người dân tại đây vẫn kiên cường chống lại. Hang huyện được bố trí phòng ngự rất kiên cố và khoa học. Xung quanh cửa hang, nghĩa quân trồng tre thành nhiều lớp khác nhau. Phía cửa hang được bố trí chông nhọn và giản đá. Cứ như thế, nhân dân và nghĩa quân đã trụ vững được 5 năm. Với chính sách bỏ trồng ngô, thôi trồng lúa, nghĩa quân luôn cắt cử người trên đỉnh núi gác. Khi yên thì ra khỏi hang cày cấy, có động, tất cả lại vào hang. Sau nhiều năm không chiếm được hang, quân cờ đen nghĩ ra một kế là hun khói để tiêu diệt nghĩa quân. Cờ đen đã dùng hỏa tiễn bắn vào cửa hang, khi đó cửa hang của nghĩa quân có nhiều bầu diêm và súng hỏa mai. Lúc đó cửa hang bốc cháy dữ dội, quân cờ đen lại từ ngoài tấn công vào. Hoảng loạn, nghĩa quân và nhân dân đã chạy sâu vào hang lẩn trốn. Chính vì khói của bầu diêm đã khiến cho toàn bộ nghĩa quân và nhân dân chết ngạt. Tuy vậy, sự thật đó có phải là nấm mồ chung của nghĩa quân ta hay không? Và thực hư câu chuyện ly kỳ, cụ Vững và những người dân bản địa kể lại, quanh hang huyện vẫn chưa được xác minh. Không con gì cây gì sống được khi nuôi trồng trên đất mộ. Trong gia phả của họ Bùi ở làng Xuân Ánh, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ có ghi chép rõ ràng về quá trình. Cùng tháng lập mộ nghĩa chủng, đây được xem là ngôi mộ tập thể. 103 nghĩa sĩ Cẩm Vương, ông Nguyễn Văn Thế, đại diện dòng họ Nguyễn ở làng Xuân Ánh, kể rằng hồi ông còn nhỏ thường chăn trâu ở gần khu vực nghĩa chủng. Ông nhớ có lần đã đếm được 10 nấm mồ, có đường kính chừng 2 mét, cao 1 mét, trên mặt nấm được đắp khá bằng phẳng. Cho đến năm 1964, khi có phong trào hợp tác hóa, thực hiện đồn điền đổi thửa, ngắm thấy mảnh đất rộng rãi lại kế bên đường liên xã, chính quyền địa phương đã cho san phẳng để xây trại chăn nuôi, bãi nghĩa chủng thành trại chăn nuôi lợn. Cây đa mấy trăm năm tuổi cứ lụi dần rồi chết, mối đùn lên thành những đống lớn quanh gốc đa. Lợn nuôi trong chuồng thì quài cọc, sống dở chết dở. Lại thêm cứ mùa gió thì xét cứ nhằm đúng chuồng lợn mà đánh. Văn bia nghĩa chủng do giáo sư Lê Văn Nam thảo. Hơn chục năm sau, việc chăn nuôi không mang lại kết quả tốt, toàn bộ khu vực chuồng lợn bị bỏ dở. Chính quyền địa phương lại một lần nữa cho san phẳng để trồng hoa màu, nhưng không hiểu sao rau màu trồng ở đây không lớn. Dần dần nơi đây bỏ hoang thành bãi trống cho trẻ đùa nghịch. Ngay sau khi nhận được thông tin về sự tồn tại của ngôi mộ tập thể, giáo sư sử học Lê Văn Lan đã có chuyến khảo sát thuộc địa tại các huyện Cẩm Khê, Hạ Hòa, sưu tầm tư liệu về cuộc khởi nghĩa Tiên Động, cũng như lịch sử tỉnh Vĩnh Phúc, nay tách ra thành hai tỉnh Phú Thọ và Vĩnh Phúc. Qua người thực việc thực, giáo sư Lê Văn Lan khẳng định sự quý giá của di tích này đối với hệ thống các di tích trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp. Theo quan điểm của giáo sư Lê Văn Lan, trước hết cần phải xếp hạng di tích vì có lẽ đây là di tích cực kỳ quý hiếm còn sót lại đến nay của phong trào Cẩm Vương, tiêu biểu cho cả nước.